mình chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Video ngày hôm nay thì sẽ là một video so sánh hai cái sản phẩm có chứa cùng một cái thành phần BHA rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Hai cái sản phẩm này thì mọi người nhìn qua sẽ thấy là nó khá là tương tự với nhau, nhưng mà vẫn có rất là nhiều điểm khác biệt khiến cho nhiều bạn bối rối không biết là nên chọn sản phẩm nào. Đó chính là hai bạn sản phẩm của nhà PolarChoice và của nhà Obagi. Đây là dòng BHA 2% ha. Đối với nhà PolarChoice là 2% BHA Liquid Exfoliant, còn đối với nhà Obagi là Salicylic Acid 2%. Đó, khi mà mọi người nghe qua cái tên không thì mọi người sẽ thấy là công dụng của hai bạn này chắc là cũng tương tự với nhau, nhưng mà cái hiệu quả thật ở trên da của mọi người cũng như là cái loại da mà nó sẽ phù hợp á, nó có một cái điểm khác biệt rất là lớn luôn. Cho nên nếu mà mọi người kiểu chọn đại không có tìm hiểu kỹ thì nó sẽ dẫn đến hai cái kết quả. Một là chọn phải một cái loại không hợp với da của mình, dẫn đến hiện tượng kích ứng banh mặt bung bét. Còn cái kết quả thứ hai là nó không hề xi nhê gì cả trên da của mình. Cho nên là video ngày hôm nay thì Trinh sẽ so sánh cụ thể chi tiết về thành phần, về nguyên tắc hoạt động, cũng như là recommend cho mọi người cái loại da nào thì sẽ phù hợp với loại nào hơn. Ok, tụi mình sẽ cùng bắt đầu. Về điểm chung của hai bạn này trước ha, thì hai bạn này đều là xuất xứ từ Mỹ hết và đều là kiểu dược mỹ phẩm có mặt đã rất là lâu đời rồi. PolarChoice là từ năm 1995, còn Obagi là từ năm 1988, cho nên là nó chênh lệch là tầm khoảng cỡ 7 năm, hơn một nửa thập kỷ. Thì nếu mà xét về mặt bề dày lịch sử thì có thể nói là Obagi nhỉnh hơn một chút xíu xíu ha. Giá thành của hai bạn này trên thị trường thì Trinh thấy là Obagi có phần nhỉnh hơn một chút xíu, nhưng mà không đáng kể. Điểm chung tiếp theo quá là hiển nhiên, đó là cái nồng độ của BHA hay còn gọi là Salicylic Acid thì đều là 2%. Đây là một cái nồng độ BHA vàng trong mỹ phẩm luôn, và mọi người ai cũng thuộc lòng với công dụng của BHA hết rồi. Nó sẽ làm sạch lỗ chân lông nè, sẽ hỗ trợ cho cái việc là xe khít, hạn chế tình trạng mụn, hỗ trợ điều trị mụn, cũng như là góp phần làm đều cái bề mặt da, làm cho da của mình được sáng hơn. Đa số mọi người dùng BHA rất là nhiều cho cái việc chữa trị mụn đầu đen cũng như là mụn ẩn. Tiếp theo là đến những điểm khác nhau thì mình sẽ nói qua một chút xíu về thương hiệu cũng như là nhà sáng lập và tiêu chí sản xuất của hai hãng này. Đối với Obagi thì founder của Obagi là một vị bác sĩ, và tiêu chí sản xuất sản phẩm của nhà Obagi là phải thật là mạnh mẽ, phải đem lại những cái hiệu quả rất là nhanh chóng. Cho nên về mặt thành phần thì mọi người sẽ thấy có những cái thành phần nó rất là mạnh ở trên da của mình, nhưng mà cái hiệu quả mà nó mang lại thì sẽ thấy rõ trong những lần đầu tiên sử dụng luôn. Còn ngược lại, đối với nhà PolarChoice thì tiêu chí sản xuất của PolarChoice lại là phải hiệu quả về mặt lâu dài, bên cạnh chữa trị thì phải nuôi dưỡng phục hồi. Cho nên đối với những sản phẩm PolarChoice thì mọi người phải sử dụng một thời gian kha khá để mà nhìn thấy được kết quả ở trên da của mình, nhưng mà mặt khác thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều đối với da bạn nào mà chưa quen. Bây giờ thì mình sẽ phân tích tới bảng thành phần ha. Đối với nhà PolarChoice, cái bảng BHA 2% này thì bảng thành phần rất là sạch, sạch theo tiêu chí là không cồn, không hương liệu, không essential oil. Còn đối với nhà Obagi thì khác hẳn, vừa có cồn, vừa có hương liệu mà lại vừa có bạc hà nữa. Nhưng mà một lát thì sẽ phân tích cho mọi người thấy là tại sao nhà Obagi lại đưa cồn vào trong này để làm gì. Không phải là thích thì đưa vào đâu, nhưng mà nó có cái nguyên tắc của nó cả. Nên là mọi người đừng có vội kết luận là né Obagi ra ngay lập tức nha. Nói về bảng thành phần á, thì PolarChoice có một cái bảng thành phần rất là tinh gọn. Trinh vốn cực kỳ yêu thích những cái sản phẩm của PolarChoice, đặc biệt là đối với bạn này. Cái thành phần nào được bỏ vào là nó phục vụ đúng cái tiêu chí của cái thành phần đó luôn, không thêm không bớt. Và trong này có rất là nhiều cái thành phần chống oxy hóa nữa, có thể kể đến như là trà xanh nè, thì một cái thành phần mà có tính cấp ẩm chống oxy hóa rất là tốt. Nên khi mà mọi người sử dụng bạn này thì mọi người sẽ thấy rõ luôn cái hiệu quả cấp ẩm ở trên da của mình. Ngược lại của nhà Obagi thì không có những cái thành phần như vậy, nó đơn thuần chỉ là những cái thành phần mà hỗ trợ cho cái BHA này nó được phát huy hiệu quả thôi. Cho nên là bạn này thì sẽ phù hợp được với da khô nữa. Ở trên da của Trinh thì khi sử dụng bạn này, Trinh vẫn cảm thấy là da của mình đủ ẩm chứ không có bị khô căng khó chịu. Còn đối với nhà Obagi thì da khô của Trinh xài rất là khó chịu, đặc biệt là ở những lần đầu tiên sử dụng, Trinh cảm thấy là cái nền da của mình nó cực kỳ khô luôn. Nên nếu mà Trinh không có dưỡng ẩm kỹ thì nó sẽ rất là dễ để lại những cái hiện tượng bong tróc.
Về chất liệu thì đối với nhà Polarchoice cái chất của nó hơi sệt một chút xíu, nó không có lỏng như nước nhưng mà nó cũng không có đặc như serum. Trinh thấy là cái chất của nó ngay giữa, nên khi mà Trinh dùng thì một là Trinh cho ra miếng bông, còn không thì Trinh cho ra trực tiếp ở trên lòng bàn tay của mình luôn, sau đó Trinh sẽ ép ở hai vùng má. Còn đối với nhà Obagi thì cái chất của nó rất là lỏng, lỏng y như là nước luôn, cho nên là khi Trinh dùng thì bắt buộc là Trinh phải cho ra miếng bông và Trinh lau đi, chứ không thể nào mà apply bằng tay được. Về độ pH thì hãng không có công bố cái độ pH của sản phẩm này, nhưng mà Trinh tìm được những cái thí nghiệm của bạn khác khi mà sử dụng giấy quỳ thì độ pH của nhà Polarchoice sẽ ở tầm khoảng từ 3 đến 4, và nguyên nhân là nó có một cái thành phần gọi là sodium hydroxide, nó sẽ giúp cân bằng cái độ pH ở trong sản phẩm. Salicylic acid là một loại acid thì nó sẽ hoạt động tốt ở môi trường độ pH thấp, tức là ở dưới 5 á, thì trong cái độ pH của bạn Polarchoice này ở mức là 3 đến 4%, là một cái độ pH không quá thấp nhưng mà nó cũng dưới cái mức cân bằng để mà cho acid có thể phát huy được hiệu quả tốt. Mặt khác thì cái độ pH này nó cũng sẽ không có làm quá khô da của mọi người. Còn ngược lại đối với nhà Polarchoice thì độ pH của nó rất là thấp, nó chỉ ở trong tầm khoảng từ 2 đến 3 thôi. Đó cũng là nguyên nhân mà làm cho mọi người dùng trên da sẽ cảm giác da khá là khô, là một cái. Một cái thứ hai nữa là mặt khác thì cái độ pH thấp như vậy nó sẽ giúp giải phóng acid được tốt hơn, nó sẽ đẩy mạnh cái hiệu quả hoạt động của pHa hơn. Sẵn nói về cái việc đẩy mạnh hiệu quả của pHa thì cồn khô ở trong này cũng là một trong những cái thành phần mà giúp ích cho cái việc đó. Mặt khác thì cồn khô có trong sản phẩm cũng giúp cho việc thẩm thấu sản phẩm được tốt hơn, cho nên là những bạn mà có da dầu thì sử dụng cái bạn Obagi này sẽ cảm thấy là da của mình rất là ráo, kìm dầu rất là tốt. Một phần thì Trinh nghĩ là do cồn ở trong này. Về cái hiệu quả ở trên da thì đúng y hệt như là cái tiêu chí sản xuất của hãng luôn. Khi mà sử dụng bạn Polarchoice thì da của Trinh vốn là da rất là nhạy cảm, cho nên là khi lần đầu tiên sử dụng thì Trinh thấy có một cái hiện tượng châm chích nhẹ. Tuy nhiên từ cái lần thứ hai sử dụng thì Trinh không hề thấy có một cái hiện tượng châm chích gì cả, và Trinh cũng không thấy rõ được cái kết quả chữa trị mụn ẩn, mụn đầu đen cũng như là những cái loại mụn khác ở trên da của mình. Khi mà Trinh dùng các bạn Polarchoice này thì ít nhất là phải 2 tuần thì Trinh mới bắt đầu thấy là những cái mụn đầu đen ở vùng mũi của mình nó được thuyên giảm nè, đồng thời những cái hiện tượng mà mụn ẩn của mình nó cũng được trồi lên và nó tiêu biến ngay. Cái thời gian thì nó mất ít nhất là tầm khoảng 2 tuần nha mọi người. Nhưng mà bù lại thì cảm giác trong quá trình sử dụng của Trinh rất là êm, Trinh không hề xảy ra bất kỳ một cái hiện tượng kích ứng hay là đẩy mụn quá là mạnh mẽ gì cả. Nên là bạn này Trinh dùng gần như là một tuần ít nhất là 3 lần luôn, và Trinh sẽ sử dụng vào buổi tối. Còn ngược lại hoàn toàn đối với nhà Obagi luôn mọi người. Cái cảm giác mà lần đầu tiên Trinh sử dụng trên da là Trinh đã cảm thấy nó khá là rát. Trinh không biết là cái cảm giác rát là do bạc hà hay là do cồn, hay do cái công thức của nó quá mạnh mẽ nữa. Nhưng mà Trinh cố tiếp tục sử dụng tầm khoảng tới ngày thứ hai, Trinh thấy rõ cái sự biến đổi ở trên da của mình luôn mọi người. Nhất là những cái nốt mụn ở dưới cằm của Trinh nè, mọi người thấy hiện tại là Trinh có một cái vết thâm ở dưới này là nhờ cái bạn Obagi này nè mọi người. Và hai cái bên vùng mũi của Trinh nó láng o luôn mọi người. Trinh cảm giác như là nó lấy hết mụn cám, chứ thấy nó không có, làm sao mà nó có thể nhanh mạnh như vậy, đúng không? Lúc đầu Trinh nghĩ là không thể nào mà nhờ vào một cái sản phẩm này được đâu, nhưng mà thực chất Trinh ngẫm lại là trong routine của mình thì Trinh không có đổi bất kỳ một cái sản phẩm nào cả, chỉ có mỗi cái sản phẩm đó thôi. Thì thật sự là cái vùng mũi của Trinh nó láng o luôn. Còn dĩ nhiên mụn đầu đen nó không thể nào bay sạch được nha mọi người, nhưng mà có thể nói là cái bề mặt da của Trinh nó mềm hơn trong thấy luôn. Và những cái vết mụn mà nó lên á thì nó không có bị tiêu cồi quá là nhanh, nhưng mà nó làm cho cái vết mụn nó mau khô hơn, nhanh hơn rất là nhiều so với cái bạn Polarchoice này. Nên là khi mà sử dụng Obagi thì mọi người phải chú ý là khi mà mụn nó lên thì mọi người phải chữa trị ngay lập tức để mà nó không có để lại thâm nha. Chứ không như Trinh ỷ y thì Trinh nghĩ là nó sẽ tự tiêu biến và nó tự mờ thâm luôn, thì không có. Bây giờ nó để lại một cái vết thâm rất là nặng ở ngay cái vùng cằm của Trinh nè. Nên đối với bạn này thì Trinh không có khuyến cáo mọi người là sử dụng hàng ngày đâu. Mọi người chỉ sử dụng khi mà mọi người cần một cái liệu pháp thật là nhanh, thật là mạnh thôi. Thì sử dụng hàng ngày thì nó sẽ rất là mạnh luôn, da của mọi người sẽ không có chịu nổi, nhất là những bạn mà da khô mà còn nhạy cảm như da của Trinh nữa. Đối với các bạn da dầu thì cũng không nên quá lạm dụng nha, mọi người chỉ sử dụng ở chừng mực thôi. Nếu mà bạn nào mới bắt đầu thì có thể sử dụng tầm khoảng cỡ một tuần một lần thôi, và chú ý là sử dụng vào ban đêm giúp cho Trinh, chứ đừng sử dụng ban ngày. Sử dụng ban ngày thì sẽ làm cho da của mình rất là dễ bị bắt nắng. Và nếu mà da bạn nào quá quá nhạy cảm mà muốn sử dụng Obagi thì Trinh khuyên là mọi người đừng có kết hợp nhiều active ingredient
mình cùng một lúc. Ngày nào mà mọi người sử dụng các bảng BHA của nhà Obagi á, thì mọi người dẹp bớt vitamin C, niacinamide, retinol cho trên đi, chỉ sử dụng riêng cái bảng Obagi BHA này thôi. Và một cái nguyên tắc vàng là mọi người phải cấp ẩm rất tốt cho da, ngay cả da dầu cũng vậy nữa, tại vì nó không chỉ mang lại cái cảm giác khô trên da đâu, nhưng mà nó sẽ làm cho da của mọi người khô thật sự. Nếu mà mọi người không có cấp ẩm đủ thì ngày hôm sau mọi người sẽ thấy cái hiện tượng bong tróc ngay lập tức luôn. Đó là cái hiện tượng của Trinh ngày đầu tiên Trinh xài y, Trinh cứ nghĩ là nó cũng như Polarjoy thôi mọi người, Trinh cấp ẩm vẫn bình thường, sử dụng kem bình thường thôi, nhưng mà ngày hôm sau là Trinh sẽ thấy rõ liền là có một cái số vùng da của mình nó bị bong tróc, đặc biệt là hai bên má. Nên Trinh rút kinh nghiệm lần sau mà Trinh sử dụng á, thì Trinh sẽ cấp ẩm tốt hơn, sử dụng một cái loại kem dày hơn thì nó sẽ không có bị cái hiện tượng bong tróc này nữa. Bây giờ túm lại kết luận nha, thì đối với nhà Polarjoy thì Trinh sẽ recommend cho mọi loại da, ngay cả da nhạy cảm, và thích hợp để sử dụng thường xuyên, chu kỳ theo như cá nhân của Trinh là tối đa một tuần 3 lần thôi và vào buổi tối, thích hợp cho cả da khô luôn. Còn đối với bạn Obagi thì thích hợp với da dầu nè, da siêu dầu và đặc biệt là da không nhạy cảm, tại vì da nhạy cảm thì Trinh sợ là trong này vừa có cồn, vừa có hương liệu, vừa có bạc hà nữa thì mọi người sẽ bị đụng một trong ba cái này là da mọi người sẽ bưng bét ngay lập tức luôn. Nên điều kiện mà sử dụng Obagi là đầu tiên phải khỏe nè và phải dầu, càng nhiều dầu càng tốt, nó sẽ giúp kiềm dầu cho mọi người tốt. Và cái điểm lưu ý tiếp theo là không sử dụng thường xuyên nha. Bạn nào mới bắt đầu thì một tuần sử dụng một lần thôi, và mọi người để dành để sử dụng những cái gì mà mọi người cần cấp cứu, cần chữa cháy, như là muốn làm cho cái bụng đậu đen của mình nó giảm thì mọi người cho ra miếng bông, sau đó mọi người đắp giống như kiểu lotion mask, mọi người đắp lên trên cái vùng mũi của mình để tầm khoảng cỡ mấy phút đồng hồ để cho nó làm sạch ở trong cái lỗ chân lông mình, nó đẩy mụn đầu đen lên đi, thì hôm sau thì mọi người sẽ thấy là cái hiện tượng nó sẽ giảm đi khá là đáng kể, nó không có biến mất hoàn toàn đâu, nhưng mà mọi người sẽ thấy là cái hiệu quả của nó nhanh và mạnh hơn và rõ ràng hơn rất là nhiều so với nhà Polarjoy luôn. Đó, thì kết luận lại là mọi người nên mua bạn nào? Đối với da khô của Trinh á, thì Trinh sẽ sử dụng bạn Polarjoy như là một phần của routine của mình, nhưng mà Trinh sẽ có một bạn Obagi backup lúc nào cũng có sẵn ở nhà để những lúc mà mình cần chữa cháy thì mình sử dụng thôi. Còn những bạn nào mà đang muốn chữa trị những cái vấn đề về lỗ chân lông hay là mụn hay là da, nhưng mà da của mình phải đủ khỏe nha, thì mọi người có thể xem xét sử dụng bạn Obagi. Còn bạn nào mà kỹ nữa thì nên là đi khám da liễu, nhất là những cái phòng khám mà có kê của Obagi á, thì bác sĩ sẽ tư vấn cho mọi người một cái phác đồ, một cái liệu trình nó được rõ ràng hơn, chứ đừng có tùy tiện sử dụng. Bạn nào mà kiểu chắc chắn rồi á, thì hãy tự mua để mà sử dụng ha. Đó, thì hy vọng đó là những cái review rất là hữu ích. Nếu mà mọi người thích video này thì đừng quên hãy like cũng như là subscribe cho YouTube channel của Trinh nha. Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất.